Thưa quý vị, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng với đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội đã làm việc tại tỉnh về công tác thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Giai đoạn 2016-2021, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn nghiêm túc thực hiện các nội dung thuộc chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, qua đó quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng và phát triển địa phương. Tỉnh đã rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, dừng hoặc giảm các công trình chưa thực sự cần thiết, hiệu quả thấp, tiết kiệm cho ngân sách hơn 5.265 tỷ đồng. Sở Tài chính đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giảm chi cho ngân sách nhà nước là gần 994,9 tỷ đồng, tiết kiệm theo cơ chế khoán kinh phí chi lương và hoạt động là 2.240 tỷ đồng. Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Tuy nhiên, cũng lưu ý, tỉnh cần làm rõ thêm nhiều vấn đề như giá đất, hiện trạng sử dụng đất, tình hình các dự án sử dụng đất lớn, mạnh dạn chỉ ra chi tiết hơn những lãng phí còn tồn tại ở địa phương. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương cần phân tích đánh giá nguyên nhân còn vướng mắc trong việc còn chồng chéo các chính sách pháp luật gây điểm nghẽn trong thực thi, nhanh chóng báo cáo với Trung ương để được hướng dẫn và tập trung xử lý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ông Phạm Viết Thành, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp nhận các ý kiến của đoàn giám sát và cho biết địa phương sẽ nhanh chóng bổ sung các tài liệu, số liệu còn chưa đầy đủ trong báo cáo, tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tăng tỷ lệ chi ngân sách để xây dựng phát triển.